Thưa thầy cô và các anh chị, và tôi sẽ xin phép sẽ nói về cái thách thức điều trị viêm phổi cộng đồng trong cái thời đại hiện nay và vai trò của moxifloxacin. Cái màn hình này nó đứng luôn hay sao em? Đầu tiên là tôi xin phép trình bày về cái tác nhân gây ra viêm phổi cộng đồng, nhất là ở Việt Nam mình, và tôi xin phép lấy cái kết quả của UNCSOP được thực hiện tại Việt Nam, gồm có 13 nước ở vùng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam của mình. Và cái kết quả này là cái kết quả được thực hiện bằng phương pháp là canh cấy truyền thống và làm kháng sinh đồ. Thì cái kết quả của UNCSOP cho thấy rằng là cái về nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng, cũng xin nói rằng là đây là nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng, kể cả nội trú, bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Thì cái tác nhân mà thường gặp nhất vẫn là Streptococcus pneumoniae, tức là phế cầu, nó chiếm tỷ lệ khoảng gần 30% các trường hợp. Sau đó cũng là những cái tác nhân mà chúng ta thường gặp là Haemophilus influenzae, thì trong nghiên cứu này nó chiếm tỷ lệ khoảng 15% trường hợp. Moraes catalyst thì chiếm khoảng 4% các trường hợp. Đó là ba cái tác nhân mà chúng ta thấy rằng là trong y văn thường gặp trong cái viêm phổi cộng đồng, thì mình cũng đúng là như vậy. Tuy nhiên, trong cái nghiên cứu UNCSOP này ở vùng châu Á Thái Bình Dương thấy rằng là ngoài ba cái tác nhân thường gặp đó, thì chúng ta lại thấy có xuất hiện của những cái vi khuẩn gram âm. Ví dụ như trong nghiên cứu này thì Klebsiella pneumoniae nó chiếm tỷ lệ khoảng 15% của trường hợp. Pseudomonas aeruginosa nó cũng có, chiếm khoảng 6%. Tụ cầu thì nó chiếm khoảng 5% các trường hợp. Đó là cái về danh sách các cái vi khuẩn mà chúng ta gọi là vi khuẩn điển hình trong cái tác nhân gây bệnh của viêm phổi cộng đồng. Và trong cái nghiên cứu này thì người ta cũng làm đến các cái vi khuẩn không điển hình, các cái atypical bacteria, và nó thấy rằng là tác nhân vi khuẩn không điển hình thì nó chiếm tỷ lệ khoảng 25% là nguyên nhân trong cái viêm phổi cộng đồng này. Và cái nguyên nhân phối hợp giữa điển hình và không điển hình là nguyên nhân của viêm phổi cộng đồng trong cái đợt nghiên cứu này thì nó chiếm khoảng 15 tới 20% các trường hợp. Dù gì đi nữa thì kể từ năm 2008, sau cái nghiên cứu của UNCSOP, thì lúc đó cho thấy rằng là Việt Nam mình trong số của vùng châu Á Thái Bình Dương á, Việt Nam mình á, là đứng nhất của trong cái số mà vi khuẩn gọi là phế cầu kháng thuốc ở cái viêm phổi cộng đồng. Tỷ lệ kháng thuốc của PSP của Việt Nam của mình rất cao, trong cái nghiên cứu UNCSOP này chiếm tỷ lệ đến 72%, cao nhất ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Và cùng thời điểm đó là nó kháng penicillin là 72% và nó kháng với macrolide là 92%. MIC đề kháng của macrolide lúc đó là 64 microgram trên ml các cái phế cầu của mình. Do đó mình là dùng dịch tễ và đối chiếu thêm với những cái nghiên cứu khác như Alexander và một nhiều nghiên cứu riêng lẻ khác, thì người ta liệt Việt Nam mình là trong số của cỡ 5 quốc gia gồm có Nhật Bản, Taiwan, Korea, Hồng Kông và Việt Nam là dùng mà các cái quốc gia dịch tễ của phế cầu kháng thuốc cao, tức là tỷ lệ nó trên 50%. Đây là một cái đặc thù. Về cái kết quả chung về cái tác nhân vi khuẩn không điển hình ở vùng châu Á Thái Bình Dương của chúng ta thì nó khoảng 25% các trường hợp là vi khuẩn không điển hình. Nhưng mà riêng ở khu vực Việt Nam mình thì cái tỷ lệ này nó khoảng 13% trong cái nghiên cứu UNCSOP đó. Với cái Mycoplasma pneumoniae thì nó chiếm khoảng 3% và Chlamydia pneumoniae thì nó chiếm khoảng 10% các trường hợp, tức là riêng ở Việt Nam mình là khoảng 13%. Trong cái nghiên cứu này ở Việt Nam của chúng ta không phát hiện ra Legionella pneumophila. Thì cái lý do là bởi vì lúc đó chúng ta lấy mẫu là từ các cái bệnh viện, từ hai cái bệnh viện. Và trong cái đợt đó thì không phải là cái dịch tễ của một cái viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. Do đó chúng ta không phát hiện ra Legionella pneumophila. Về cái điều trị của cái viêm phổi cộng đồng thì các bác sĩ mình cũng biết rồi. Chúng ta đối với viêm phổi cộng đồng thì chúng ta có 4 nhóm kháng sinh để mà điều trị. Thứ nhất là nhóm beta-lactam, bao gồm cephalosporin,
Nhóm thứ hai là các cái macrolide. Nhóm thứ ba là nhóm các cái cyclin, nhóm các cyclin như ví dụ như tetra, doxy, và nhóm cuối cùng là nhóm quinolone. Thì về vai trò của những cái nhóm thuốc kháng sinh thì các bác sĩ mình đã biết rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến một cái nhóm thuốc rất là hiệu quả và đặc biệt, đó là nhóm quinolone, mà chúng ta thường sẽ sử dụng các quinolone hô hấp thế hệ thứ ba, tức là người ta gọi là respiratory fluoroquinolone. Thì đặc điểm là đối với các cái quinolone hô hấp này, khi mà chúng ta sử dụng để điều trị các cái viêm phổi cộng đồng thì nó có rất là nhiều lợi thế, tức là cái hoạt tính diệt khuẩn của nó sẽ phụ thuộc nồng độ, tức là cái cơ chế PK/PD của cái quinolone này nó sẽ được đánh giá. Thật ra là nó hoạt động theo hai cơ chế Cmax, tức là nồng độ đỉnh, thứ hai là AUC trên MIC, và chúng ta áp dụng cái cơ chế Cmax để mà mình sử dụng cho quinolone once a day, ngày một lần là có thể đạt được rồi. Nhưng mà chủ yếu cái hoạt tính diệt khuẩn của nó chúng ta sẽ tính theo cái cơ chế là AUC trên MIC, và tùy theo cái đối tượng tác nhân gây bệnh nó như thế nào mà chúng ta sẽ có những cái mức AUC trên MIC khác nhau để có thể diệt được cái đối tượng vi khuẩn đó. Cái thứ hai là cái hiệu quả kiềm khuẩn sau kháng sinh, tức là cái post-antibiotic effect á, nó vẫn còn kéo dài, do đó nó làm cho cái hiệu quả của cái kháng sinh nhóm quinolone này rất là tốt. Một cái đặc điểm khác nữa của nó đó là cái khả năng thấm nhập vào cái nhu mô phổi rất là tốt, nó đi vào cái dịch lót của màng phổi rất là tốt. Bởi vậy cho nên là nó điều trị cho các cái nhiễm khuẩn của đường hô hấp là cực tốt. Đây là một cái lợi thế của nó. Các bác sĩ mình cũng biết rồi, những kháng sinh nào mà nó được đi vào, thấm nhập vào trong phổi thì đương nhiên những kháng sinh nó sẽ có lợi thế trong cái việc điều trị các cái nhiễm trùng ở phổi. Và cái điều cuối cùng đó là cái bioavailability, tức là tính khả dụng sinh học của nó, đường uống nó giống như đường tiêm. Có nghĩa rằng là nếu mà trong một số những cái trường hợp mà bệnh nhân không nặng và tiêu hóa có thể tốt thì ta không cần phải chích, ta có thể sử dụng đường uống, và cái hiệu quả của thuốc đường uống đó nó sẽ tương đương giống như là cái chúng ta dùng được chích thôi. Và đối với điều trị phế cầu thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta sẽ tính toán theo cái AUC trên MIC nó như thế nào. Và đối với phế cầu, mà kể cả phế cầu kháng thuốc, tức là PSP, Penicillin Resistant Streptococcus Pneumonia, thì cái mức cut off để mà có thể điều trị được PSP là AUC trên MIC của các quinolone này là phải trên 30. Trên 30. Điều trị cái gì không biết, phải trên 30 thì lúc đó sẽ điều trị được PSP. Và đây là các cái bảng mà chúng ta sẽ thấy kể từ năm 2008, sau cái nghiên cứu của Unsop thì người ta đưa ra các cái mức về MIC 90 của phế cầu đối với Cipro là 2, Levo là 1.0 và đối với Moxi là 0.25. Và khi mà chúng ta sử dụng Moxi để mà điều trị với cái liều là 400mg once a day thì lúc đó nó chỉ cần MIC 90 là 0.25, thì nó chỉ cần trên 0.25 thì lúc đó nó sẽ đạt được cái hiệu quả diệt khuẩn. Và lúc đó thật sự là AUC trên MIC của Moxi nó đạt được 96. Còn đối với Haemophilus oryzae cũng là một cái vi khuẩn thường gặp trên cái trong cái viêm phổi cộng đồng, thì chúng ta thấy rằng là Levo thì cái mức mà đề kháng nói chung của nó, của các cái từ Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Âu, ở châu Á mình nó cũng giống như vậy thôi. Đối với Levo là nó dưới 0.5 microgram trên ml, còn đối với Moxi nó rất thấp, 0.03 microgram trên ml. Khi mà nó rất thấp thì lúc đó đương nhiên là quinolone đó nó sẽ rất là hiệu quả, vì nó sẽ đạt được một cái nồng độ, dễ đạt được nồng độ trong máu trên cái mức MIC đề kháng. Một cái tác nhân thứ ba mà chúng ta cũng thường gặp là Moraxana catalase, thì cái Prepoy đề kháng đối với Levo nó là 0.5. Đối với Moxi thì nó chỉ là 0.06 microgram trên ml thôi. Chúng ta nhớ những cái này để tí nữa chúng ta biết được là khi chúng ta sử dụng Moxi hay là Levo thì cái nồng độ kháng sinh đạt trong máu là bao nhiêu, nó có trên được cái này hay không. Nó trên được tức là nó diệt được, vậy thôi. Còn đối với Streptococcus pneumoniae đó, thì ở Việt Nam của chúng ta đó, thì đối với Levo thì cái MIC đề kháng 90 của nó là 1,
Còn đối với Moxi chỉ có 0.25 thôi, 0.25 thôi. Nhưng mà đối với Levo là 1. Và đây là các cái điểm cắt khi mà chúng ta cho cái thuốc kháng sinh. Levo khi mà chúng ta cho vào với cái liều là 500 mg once a day đó, thì nó đạt được cái nồng độ ở trong máu là 1 microgram trên ml. Như vậy thì nó có đạt được việc phế cầu không, các bác sĩ mình? Đạt được chứ. Nó chỉ cần một nè. Thì lúc này thì ảnh đạt được một, tức là vừa ngay chốc là anh vừa đủ xài để diệt được con phế cầu. Nhưng anh Moxi này khi xài 400 mg once a day thì nó đạt được nồng độ trong máu sẽ là 1 microgram trên ml. À, nhưng mà nó cần bao nhiêu? Nó cần lớn hơn 0,025 là nó đạt rồi. Còn trên thực tế là nó đạt tới 1, thì đương nhiên dư sức là nó sẽ có hiệu quả. Một cái hiệu quả khác nữa của moxifloxacin đó là đối với các quinolone đó, là có một cái đặc điểm đó là những cái quinolone nào mà AUC trên MIC nó đạt trên 100, từ 100 trở lên thì nó sẽ có một cái hiệu quả là tránh đi cái đột biến đề kháng kháng sinh của cái con vi khuẩn đó. Và trong số các cái quinolone mà chúng ta có đó với các cái liều tương ứng đó thì chỉ có moxifloxacin mới làm được cái chuyện đó thôi. Mới làm được cái chuyện đó. Do đó, có thể là chúng ta sẽ sử dụng levofloxacin thì nó vẫn hiệu quả trên PSP, phế cầu kháng thuốc. Dùng Moxi thì nó vẫn có hiệu quả, nhưng mà dùng Moxi nó có thêm một cái lợi điểm nữa là nó tránh đi cái đột biến của vi khuẩn kháng thuốc. À, như vậy thì là cái lợi ích của nó thì nó to lớn hơn nhiều. Và người ta thấy rằng là những cái kháng sinh nào mà chúng ta bao phủ vi khuẩn không điển hình nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ thất bại điều trị ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nhập viện. Chúng ta biết rằng là với những cái vi khuẩn không điển hình thì chúng ta có thể mà bị các cái vi khuẩn như là Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila. Thì ba cái con vi khuẩn đó chúng ta gọi là vi khuẩn không điển hình. Tại sao chúng ta gọi nó là vi khuẩn không điển hình? Vì nó không điển hình à? Không phải. Nó chỉ khác với các cái vi khuẩn trong điển hình mà chúng ta liệt kê ngay từ đầu đó, là những vi khuẩn không điển hình này là những vi khuẩn nó không có vách. Chính vì nó không có vách, do đó nếu chúng ta sử dụng các cái beta lactam để mà điều trị giống như những cái vi khuẩn ta gọi tạm gọi là vi khuẩn điển hình thì hoàn toàn nó không có tác dụng lên cái nhóm vi khuẩn không điển hình này, vì nó không có vách. Và muốn điều trị được những cái nhóm vi khuẩn không điển hình này thì chúng ta chỉ có ba cái nhóm kháng sinh có thể tác động được nó thôi. Một là quinolone, hai là macrolide, ba là trimethoprim sulfamethoxazole, là ba cái nhóm đó thôi. Nhưng mà trong ba cái nhóm đó nếu mà bình thường thì chúng ta có sử dụng để điều trị trong các cái viêm phổi cộng đồng không? Thường hiếm. Cotrimoxazole thì thường chúng ta ít xài rồi. Macrolide thì nó cũng có vấn đề. Thành ra các bác sĩ mình cũng ít xài. Chỉ còn cái anh chàng quinolone thôi. Tức là một tên trúng hai đích. Nó có thể điều trị được cho các cái typical vi khuẩn điển hình và cũng có thể điều trị được cho vi khuẩn không điển hình. Và đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng những cái kháng sinh nào để mà điều trị mà có bao phủ những vi khuẩn không điển hình thì cái tỷ lệ mà thành công cho những cái bệnh nhân bị viêm phổi cộng đồng nhập viện nó sẽ tăng lên. Và trong nghiên cứu này người ta so sánh nhóm những cái bệnh nhân được điều trị với quinolone hoặc là macrolide, tức là nhóm những bệnh nhân những cái thuốc này có thể điều trị được những vi khuẩn kể cả điển hình và bao phủ luôn cả vi khuẩn không điển hình, nó so sánh với một cái nhóm chỉ sử dụng bằng beta-lactam. Beta-lactam như vậy thì có nghĩa rằng là nó chỉ đánh được những vi khuẩn điển hình mà nó không đánh được các vi khuẩn không điển hình. Và các cái nghiên cứu này thì người ta sẽ đánh ra cái tiêu chí chính của nó, tức là các cái tỷ lệ thất bại điều trị thấp ở cái nhóm nào thì là tốt. Thì cuối cùng á, và đồng thời cái tiêu chí phụ của nó đó, tức là những cái tỷ lệ về tử vong, tác dụng phụ ngoại ý, tác dụng về tiêu chảy thì gần như của cả hai nhóm là nó như nhau, không có gì thay đổi. Nhưng mà cuối cùng về cái hiệu quả mà điều trị cho nhóm CAP mà nhập viện, nhóm CAP của nhập viện thì các bác sĩ mình biết rồi, thường nhập viện là nhóm những cái CAP ở mức độ trung bình hoặc là nặng thì chúng ta mới cho nhập viện. Thì kết quả của nó là đều support cho cái nhóm mà có kháng sinh mà có bao phủ các cái vi khuẩn không điển hình. Như vậy thì nó dễ tỷ lệ đã thành công tốt hơn. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng moxifloxacin cho những cái bệnh nhân ở ngoại trú thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ tốt hơn. Moxifloxacin thì tỷ lệ thành công
Tỷ lệ thất bại của nó chỉ khoảng 11% so với Levo là 14, beta-lactam cũng khoảng 14, macrolide cộng beta-lactam là khoảng 15%. Như vậy thì cái tỷ lệ thất bại nếu có của Moxi nó cũng thấp hơn so với các cái kiểu điều trị khác, kể cả so sánh với levofloxacin. Và những cái bệnh nhân mà CAP nhập viện với mức độ trung bình, tức là PSI từ 3 cho tới 5, nếu chúng ta sử dụng moxifloxacin thì nó cũng rất là hiệu quả. Thậm chí là nó hiệu quả hơn là cái công thức combo điều trị ceftriaxone cộng với levofloxacin. Như vậy thì bây giờ chúng ta thử xem, đây là một những cái vi khuẩn mà chúng ta sẽ đối phó, bao gồm vi khuẩn điển hình và nhóm vi khuẩn không điển hình trong cái viêm phổi cộng đồng. Và đây là các cái nhóm kháng sinh mà chúng ta sẽ có để mà điều trị, phải không nào? Chúng ta thử đưa ra những cái công thức điều trị là: một là chúng ta sử dụng beta-lactam phối hợp với cộng với macrolide để đánh vừa vi khuẩn điển hình và vừa bao phủ luôn vi khuẩn không điển hình, đúng không nào? Nhưng mà với công thức này thì ở đây tôi để cái atypical bacteria nó còn lọt một khúc bên dưới, nó chưa có thể bao phủ được hết. Lý do tại sao? Tại vì đối với macrolide đó thì một cái vi khuẩn không điển hình là Chlamydia pneumonia thì cái tỷ lệ là nó đề kháng với macrolide cũng khá cao rồi. Kể cả những cái nghiên cứu ở bên Nhật Bổn, những cái nước châu Á khác, mình thì chưa có cái nghiên cứu cụ thể này, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó kháng với macrolide là khá cao, do đó tôi để nó còn một chút xíu là không có bao phủ. Nhưng nếu chúng ta sử dụng quinolone thì coi như là nó bao phủ hết, kể cả vi khuẩn điển hình lẫn vi khuẩn không điển hình thì gần như là nó bao phủ được hết, thì chúng ta sẽ thấy yên tâm như thế. Và tôi thử đưa ra một cái công thức điều trị, một cái phác đồ điều trị để thử các bác sĩ mình suy nghĩ và coi có thể thống nhất được hay không. Đối với cái viêm phổi cộng đồng ở ngoại trú đó, thì chúng ta cũng biết rằng là vì chúng ta là ở cái vùng dịch tễ của vi khuẩn phế cầu kháng thuốc, và theo ATS/IDSA năm 2007 nói là ở những cái vùng nào mà cái tỷ lệ phế cầu mà nó kháng với macrolide trên 25% và MIC đề kháng trên 16 mg trên ml, thì lúc đó dùng đó sẽ xem như là dùng dịch tễ của phế cầu kháng macrolide, và trong công thức điều trị sẽ không nên sử dụng macrolide nữa. Thử xem lại cái tình hình của chúng ta. Nếu trong nghiên cứu ăn sót thì mình là 92% kháng với macrolide phế cầu của mình, và MIC của phế cầu đối với macrolide của chúng ta hiện nay trung bình nó là 32, thậm chí là 64 microgram trên ml, nó không còn là 16 nữa, nó không còn là 8, không còn là 4 nữa đâu, nó từ 32 tới 64. Như vậy thì tôi cho rằng là mình nó nằm ở chỗ này. Cái trường hợp thứ hai là với những cái bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng nằm mình ở vùng dịch tễ đã đành rồi. Cái nhóm thứ hai là chúng ta sẽ chia ra là cái nhóm trẻ khỏe và cái nhóm là có bệnh đi kèm. Như vậy thì chúng ta đã là cái dùng dùng dịch tễ của phế cầu kháng thuốc rồi, thì bây giờ có trẻ khỏe hay là có bệnh đi kèm thì mình cũng phải sử dụng các phác đồ tương đối là nặng tay, và tôi nghĩ rằng là mình sẽ hướng vào điều trị là PSP chứ không còn là điều trị PSP nữa. Do đó, đối với bệnh nhân ngoại trú thì tôi đề nghị một cái công thức điều trị, đó là chúng ta có thể sử dụng beta-lactam liều cao. Phải là liều cao nha, tại vì MIC đề kháng của nó là nó khác rồi. Và chúng ta cộng trừ tùy trường hợp có thể phối hợp hay không với macrolide. Chúng ta cũng có những cái chứng cứ có thể phối hợp với macrolide mặc dù là nó đề kháng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một quinolone hô hấp là levofloxacin với cái liều là 750 mg, hoặc là tốt hơn chúng ta có thể sử dụng moxifloxacin 400 mg once a day. Đối với những cái bệnh nhân mà nhập vào khoa nội, tức là viêm phổi cộng đồng ở mức độ trung bình, thì công thức điều trị của chúng ta sẽ là sử dụng một thuốc chích beta-lactam. Chúng ta có thể sử dụng ceftriaxone hoặc là cefotaxime hoặc là ampicillin-sulbactam hoặc là ertapenem, cộng trừ phối hợp hay không với một cái macrolide. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng một cái quinolone hô hấp, có thể sử dụng levo 750 mg hoặc là moxi 400 mg once a day. Và chúng ta cũng đang có rất là nhiều những cái chứng cứ rằng là viêm phổi cộng đồng nhập viện PSI từ 3 tới 5 sử dụng moxifloxacin cho hiệu quả rất là tốt.
Trong trường hợp mà bệnh nhân nằm ở ICU mà không có nguy cơ nhiễm những cái vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, thì tôi thử đưa ra cái công thức điều trị là chúng ta sẽ sử dụng một beta-lactam cộng với hoặc là cộng với một macrolide hoặc là cộng với một quinolon. Quinolon ở đây thì có thể sử dụng levo hoặc là moxifloxacin. Nằm ở ICU tình hình nó có thể nó nặng hơn, do đó cái công thức điều trị mình có thể nó sẽ khác hơn một chút. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm những vi khuẩn đa kháng thì chúng ta phải cố gắng dự đoán tác nhân đa kháng đó là gì và mức độ kháng thuốc của nó là như thế nào, thì chúng ta mới set up ra một cái kháng sinh điều trị kinh nghiệm tương đối nó thích hợp. Ví dụ như đối với các cái chủng Enterobacteriaceae đó, thì cái việc điều trị kháng sinh của chúng ta có thể nó sẽ dao động từ chỉ cần cephalosporin thế hệ thứ 3, cũng có khi nếu mà nó tiết ra beta-lactama phổ rộng thì lúc đó chúng ta phải sử dụng ESBL, sử dụng carbapenem hoặc là piperacillin tazobactam. Còn đối với mình nghi ngờ bệnh nhân nhiễm pseudomonas như cái nghiên cứu của Unshop đó, tôi có đưa ra trình bày lúc ban đầu các anh chị đó, đặc điểm của vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc điểm của Việt Nam mình, nó vẫn xuất hiện những vi khuẩn trăm âm và thậm chí vi khuẩn trăm âm kháng thuốc mà là viêm phổi cộng đồng. Do đó nếu trong trường hợp mình nhiễm pseudomonas thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái anti pseudomonas agent và chúng ta sẽ kết hợp với một cái levofloxacin. Trong trường hợp này thì kết hợp là levo hoặc là cipro, và trong trường hợp một số những trường hợp nó lại nhiễm cái con vi khuẩn siêu kháng thuốc là Acetobacter pulmonii thì lúc đó chúng ta phải sử dụng colistin cộng với một cái kháng sinh nào đó để mà điều trị. Trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân là nhiễm tụ cầu, nhưng mà nhiễm tụ cầu này là nhiễm tụ cầu ở cộng đồng. Các anh chị có biết rằng là trong cái nghiên cứu Unshop năm 2008 đó, thì cái tỷ lệ mà chúng ta nhiễm cái tụ cầu là bao nhiêu? 4,7%, tức là khoảng 5%. Cắt ngang ở cái thời điểm đó, tỷ lệ mà tụ cầu mà kháng methicillin, tức là MRSA của mình đó, là 39%. Tức là trong số 5% đó thì khoảng 40% là MRSA, còn 60% của nó sẽ là MSSA. Nhưng mà cái đó là năm 2008. Như vậy thì đối với cái viêm phổi cộng đồng hiện nay thì chúng ta thấy rằng là đối với riêng cái tình hình của Việt Nam của chúng ta thì tác nhân gây bệnh lại thường là những cái vi khuẩn kháng thuốc. Sự xuất hiện với cái tỷ lệ cao của phế cầu kháng penicillin PSP, xuất hiện các cái vi khuẩn gram âm và xuất hiện kể cả tụ cầu mà kháng methicillin. Và cái việc điều trị thì các bác sĩ mình cũng cần phải sử dụng thuốc, lựa chọn thuốc một cách cẩn thận và hợp lý để điều trị có hiệu quả. Và trong số các cái thuốc kháng sinh để mà chúng ta lựa chọn để điều trị cho bệnh nhân viêm phổi cộng đồng thì có lẽ quinolone là một cái thứ thuốc kháng sinh rất là hiệu quả để chúng ta có thể điều trị được cái tình trạng viêm phổi cộng đồng này. Phần báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.